Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chủ đầu tư cho biết, sau một thời gian tạm ngưng các công việc ở văn phòng để phòng chống dịch COVID-19, liên danh NGBT Tư vấn Chung đã có công văn gửi chủ đầu tư và các nhà thầu về việc thực hiện lại các dịch vụ tư vấn. Trong công văn, Tư vấn Chung NGBT cho biết sẽ cố gắng tối đa nhằm hỗ trợ việc tái lập thi công và tiến độ của công trình dự án Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Chủ đầu tư cùng tư vấn và các nhà thầu dự án tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đã thống nhất xây dựng kế hoạch khôi phục thi công dự án trên cơ sở đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của Ủy ban Nhân dân thành phố sau ngày 15 tháng 9 theo hai kịch bản. Kịch bản đầu tiên là tiếp tục thực hiện thi công theo phương án 3 tại chỗ và một cung đường 2 điểm đến. Trong số đó, về thi công sẽ khôi phục từ 15 đến 30% các hạng mục quan trọng của dự án như kết cấu, hoàn thiện kiến trúc, cơ điện, đổ bê tông tại các nhà ga và kiểm tra tiếp nhận các thiết bị. Kịch bản này sẽ huy động khoảng trên 600 công nhân tại các công trường. Kịch bản 2 được xây dựng trên cơ sở khi được phép di chuyển trở lại đối với các dự án thi công trọng điểm của thành phố. Khi đó, về thi công sẽ khôi phục từ 40 đến 80% các hạng mục quan trọng tại các công trường thi công các gói thầu của dự án. Nhân sự huy động khoảng trên 1.300 công nhân đã được tiêm vaccine tại các công trường. Đến nay, các đơn vị đã tiến hành tiêm vaccine cho đội ngũ viên chức, chuyên gia, kỹ sư và công nhân. Trong số đó, Ban quản lý đường sắt đô thị có 99% viên chức đã tiêm vaccine mũi 1, 90% đã tiêm mũi 2 và sẵn sàng cho việc đẩy mạnh thiết lập lại tiến độ dự án. Dự án Metro số 1 là một trong số ít dự án giao thông được thi công trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội. Đến nay, dự án đạt hơn 87,5% khối lượng công việc. Năm 2019, dự án tuyến Metro số 1 đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 43.757 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án và đưa vào vận hành là cuối năm 2021. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 từ năm 2020 đến nay, Tư vấn Chung NGBT đánh giá tiến độ dự án Metro số 1 khó có thể hoàn thành trong năm 2021. Các nhà thầu đã tiến hành đánh giá sơ bộ tại tiến độ của dự án và đã có ý kiến công tác thi công hoàn thành dự án có khả năng vào cuối năm 2023, đầu năm 2024. Việc vận hành chạy thử vào đầu năm 2024 và sau đó là công tác vận hành thương mại.